Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 5 ngày 4 tháng 8 năm 2022. Hôm nay mình quay gồm có 3 đài, đài Tây Linh, đài An Giang và đài Bình Thuận. Chúc các bạn may mắn, bạn hãy nhấn cái chuông đăng ký ủng hộ mình với lớp 1, 1 đăng ký, 1 like nhé các bạn.